Ngọc Thủy hân hạnh kính chào quý khán thính giả của đài VTV. Kính thưa quý vị, bây giờ là chương trình tin tức địa phương. Sau đây kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Và bản tin đầu tiên cho biết cảnh sát điều tra vụ nổ súng kép ở vùng Đông Bắc Philadelphia. Các nhà thực thi pháp luật cho biết họ đang theo dõi một vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút vào sáng ngày thứ Hai 9 tháng 5 trên đại lộ Burlington gần đại lộ Devereaux, khiến cho một người đàn ông và một phụ nữ bị thương. Có ít nhất là 6 phát súng đã bắn vào hai nạn nhân bị thương nằm trên lề đường. Cả hai được đưa vào bệnh viện địa phương điều trị. Nhà cảnh sát Philadelphia đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng trên, trong lúc truy nã nghi can bằng cách xem xét những camera an ninh trong khu vực gần đó. Một bản tin riêng biệt khác cũng cho biết, nhà chức trách cũng đang điều tra một vụ nổ súng vào khoảng gần 2 giờ sáng ngày 9 tháng 5, xảy ra trên đại lộ West Lehigh gần đại lộ Germantown. Những viên đạn bắn vỡ của kính xe của người đàn ông 60 tuổi khi ông giao thực phẩm đến nhà hàng Christie's, nơi bán món ăn của Mỹ và Trung Quốc. 20 vỏ đạn được tìm thấy tại địa điểm này. Nạn nhân gọi điện thoại báo cho cảnh sát và được đưa đến bệnh viện điều trị. Vết thương của ông không nguy hiểm đến tính mạng. Và tiếp theo tin nói về bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ nổ súng chết người ở Đông Bắc Philadelphia. Nhà cảnh sát Philadelphia đưa tin rằng một phụ nữ 29 tuổi bị bắn vào khoảng 2 giờ sáng ngày 8 tháng 5 trong lúc đang đi trên đường gần đại lộ Rising Sun và đại lộ Ashford khi cô vừa ra khỏi một bữa tiệc. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã qua đời vì vết thương nghiêm trọng. Được biết hai người phụ nữ khác cũng ngồi trong chiếc xe hơi đang chạy đã nổ súng bắn nạn nhân. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của một cảnh sát đang tuần tra trên đường phố. Vì thế, nhà chức trách nhanh chóng bắt giữ hai nghi can. Danh tính của nạn nhân và của hai nghi can chưa được tiết lộ. Các nhà điều tra cũng chưa cho biết nguyên nhân nào dẫn đến vụ nổ súng sau khi xảy ra vụ xung đột và tranh cãi trong bữa tiệc. Họ yêu cầu bất cứ ai có thông tin về vụ nổ súng nói trên vui lòng thông báo cho nhà cảnh sát Philadelphia. Đại úy cảnh sát Jason Smith thuộc đơn vị theo dõi những vụ giết người của nhà cảnh sát Philadelphia cũng cho biết rằng họ vẫn đang điều tra cái chết của ông David Tucker, 55 tuổi, người bị bắn tại khu phố 1101 trên đại lộ West Hunting Park. Và một đoạn video giám sát cho thấy rằng nghi can cố mở cửa xe của nạn nhân trước khi bỏ trốn, nhưng không lấy bất cứ vật dụng gì trên xe. Và cũng theo lời đại úy Smith, thì những người đàn ông xuất hiện tại khu phố cổ trên đường York và đại lộ Roosevelt trước khi vụ nổ súng xảy ra. Họ tin rằng ông Tucker bị dẫn dụ đến địa điểm này thông qua một ứng dụng hẹn hò trước khi bị thiệt mạng. Nhà chức trách đang xem tất cả những video trên đường phố, cũng như điều tra tất cả những khu phố tiếp giáp với hiện trường để tìm nghi can và động cơ gây ra vụ nổ súng chết người nói trên. Cảnh sát cũng khuyến cáo dân chúng, nếu lần đầu tiên gặp ai đó qua ứng dụng hẹn hò, nên thận trọng và nên gặp ở nơi công cộng để bảo đảm an toàn. Và sáng qua, bản tin nói về biểu tượng sư tử Nittany của Đại học Pennsylvania bị phá hoại. Nhà cảnh sát tiểu bang Pennsylvania thông báo, vào cuối tuần qua thì tượng sư tử Nittany trong khuôn viên Đại học Pennsylvania bị những kẻ phá hoại làm đứt tay và phủ sơn đỏ, đã khiến cho các sinh viên tốt nghiệp không thể chụp hình lưu niệm bên cạnh bức tượng nổi tiếng này, theo truyền thống lâu đời của nhà trường.
Những kẻ phá hoại cũng dùng sơn viết chữ graffiti làm hư hỏng Old Main và trung tâm cựu sinh viên gia đình Hinge. Thông báo của Đại học Pennsylvania cho biết đây là những hành vi phá hoại nghiêm trọng xảy ra đúng vào thời điểm cử hành lễ tốt nghiệp và các gia đình sinh viên chụp hình để kỷ niệm thành tích học tập của họ. Những kẻ phá hoại vẫn chưa bị bắt. Đại học Pennsylvania không khuyến khích các sinh viên và dân chúng đến khuôn viên nhà trường trong thời điểm COVID-19 đang gia tăng, cũng như sau khi bức tượng sư tử bị phá hoại. Dự kiến đền sư tử Nittany sẽ đóng cửa kể từ ngày 1 tháng 6 để tu bổ và bảo trì. Tiếp theo, cộng đồng phản ứng về việc kiểm tra vũ khí tại học khu Philadelphia. Học khu Philadelphia bắt đầu thực hiện những vụ kiểm tra vũ khí ngẫu nhiên tại các trường tiểu học và trung học cơ sở kể từ sáng thứ Hai ngày 9 tháng 5. Các nhân viên sẽ sử dụng máy dò kim loại hoặc là công cụ bằng tay để kiểm soát xem học sinh có mang vũ khí đến trường hay không. Thông báo này được nhiều phụ huynh và học sinh ủng hộ, nhưng cũng có nhiều người phản đối. Những người ủng hộ thì nói rằng, kiểm tra định kỳ không đủ, cần nên thực hiện kiểm soát vũ khí ở mọi nơi và mọi thời điểm. Trong khi đó, những người phản đối cho biết, thật vô lý khi kiểm soát những đứa trẻ để tìm vũ khí. Trong lá thư thông báo với phụ huynh học sinh, học khu Philadelphia nhấn mạnh rằng, việc kiểm tra do nhân viên an ninh của học khu tiến hành theo hình thức ngẫu nhiên, nhằm bảo đảm an toàn cho nhà trường, cho học sinh, cho thầy cô và các nhân viên giáo dục. Trên thực tế thì máy dò kim loại được lắp đặt tại các trường trung học Philadelphia đã nhiều năm để kiểm tra súng và các loại vũ khí khác. Nhưng gần đây là vũ khí bắt đầu xuất hiện tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Do thế, ông Calvin Bethel, chánh văn phòng an toàn học khu Philadelphia nói rằng, việc kiểm tra vũ khí không có mục đích hình sự hóa bất kỳ ai, chỉ là để bảo đảm an toàn trong khuôn viên nhà trường. Và trước khi tiến hành kiểm tra, các học sinh có cơ hội loại bỏ vũ khí hoặc những công cụ không phù hợp. Nếu vũ khí được tìm thấy, các em sẽ bị tạm giữ và được chuyển giao cho cảnh sát. Nói về giá xăng tại Philadelphia cao nhất mọi thời đại. Tính đến ngày 9 tháng 5 thì giá xăng càng ngày càng gia tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, bao gồm 3 tiểu bang Pennsylvania, New Jersey và Delaware. Đặc biệt là tại thành phố Philadelphia khi bắt đầu mùa hè có nhiều người du lịch. Một gallon xăng tại Philadelphia bán với giá là 4,94 Mỹ kim, cao hơn 14 xu so với mức trung bình trên toàn tiểu bang là 4,50 Mỹ kim. Trong khi đó thì tại New Jersey giá xăng là 4,47 Mỹ kim và Delaware là 4,40 Mỹ kim. Những người lái xe trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ đang phải trả ít nhất là 4,32 Mỹ kim một gallon, tăng 1 đồng 36 Mỹ kim so với giá xăng trong thời điểm này vào năm ngoái. Mức trung bình trên toàn quốc đối với dầu diesel đã lên đến là 5,54 Mỹ kim, mức cao nhất mọi thời đại. Còn giá dầu thô thì gia tăng vì lo ngại về việc Nga hạn chế xuất cảng dầu vào thị trường toàn cầu, là nguyên nhân đã khiến cho giá xăng dầu gia tăng đột biến trong giai đoạn này. Kết thúc quý khán thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức hôm nay của chúng tôi. Ngọc Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Kính chúc quý vị một ngày an vui và hạnh phúc. Thân ái kính chào.